Chào tất cả các bạn nhé. Cũng gần 25 ngày hôm nay mới về lại quê hương, đó là Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội, để review chính những cái mảnh ruộng mà đã nuôi lớn mình có ngày hôm nay tại đất Sài Thành này. Những mảnh ruộng này là mình đã đầu tư mua cách đây hơn chục năm. Nó thực sự là do suy thoái kinh tế thì bây giờ bắt buộc mình phải bán bớt đi. Những cái mảnh ruộng mình đang giao chỉ có giá là dưới 1 triệu đồng một mét vuông. Ở thời điểm đỉnh cao thì có giá bán lên đến 4-5 triệu. Hiện nay thì mình có 3 mảnh mình giao ở trong video này, và có rất nhiều mảnh khác thì mình chưa giao. Mảnh bé nhất của mình là 252 m², thì mình đang giao là 300 triệu đồng. Tất cả đều gần mặt đường đại lộ Thăng Long, rất phù hợp để cho các bạn có thể mua để dành. Các bạn có thể mua trồng trọt hay lai mai các bạn có thể làm xưởng, nếu như các bạn đủ điều kiện về kinh tế để gom nhiều mảnh bên cạnh, bởi vì nó toàn bộ đều là cạnh đường bê tông luôn, rất thuận tiện về giao thông. Bây giờ hãy cùng mình về quê hương của mình, sau đó thì mình sẽ review cho mọi người xem nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là cái trục đường để chúng ta có thể chạy thẳng ra đại lộ Thăng Long các bạn nhé. Nếu mà quay lại về đằng này thì chúng ta sẽ thẳng đại lộ Thăng Long, còn ở bên này thì chúng ta sẽ có đê Song Phương này. Từ đê Song Phương đi ra là khoảng chưa đến một km là các bạn có thể ra mặt đại lộ Thăng Long. Còn bây giờ từ những cái khu đất mà mình đang giao bán thì nó chỉ cách đây có mấy trăm mét thôi. Các bạn thấy là rất là nhiều chủ người Hà Nội này, các bạn nhìn cái khu này này. Ở đây là những người có điều kiện kinh tế thì họ bao tường hết như này. Đây các bạn thấy này, nay mai để làm xưởng các bạn ạ. Những người giàu và những doanh nghiệp mà họ có tiền thì họ sẽ gom rất là nhiều sào ruộng ở đây vào. Để các bạn sẽ nhìn nó đã bao tường hết. Tất cả những trục đường này thì gần như là đều có chủ rồi. Toàn bộ đều là đất trồng trọt các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Bởi vì nó cực kỳ thuận lợi với giao thông, nay mai có làm xưởng hoặc các thứ thì chúng ta sẽ vận chuyển hàng hóa, nó cũng sẽ cực kỳ thuận tiện về giao thông. Bây giờ thì mời các bạn vào khu đất mình xem nhé. Đây các bạn này. Ở đây diện tích là 252 m các bạn ạ. Đây nó còn là đất trồng lúa các bạn nhé, đất trồng trọt. Đây các bạn cứ thử tính là nếu mà chúng ta có tiền thì các bạn sẽ mua hết những cái xung quanh. Đấy, các bạn có thể làm xưởng nay mai cũng rất là ok. Mà đây là đất, nó đất nay mai có thể sẽ làm dự án hoặc làm giãn dân. Thì nhà nước thu hồi về cũng đã gần 400 triệu một sào rồi các bạn nhé. Cái khu này thì đã có chủ rồi các bạn này. Các bạn nhìn là họ mua, họ bao tường rất là đẹp này. Đấy, ở đây đã có thời điểm mà đỉnh cao có thể lên đến 3-4 triệu một mét vuông. Nhưng thực tế bây giờ là kinh tế nó đang suy thoái thì mọi người đều biết là rất buồn, thì mình cũng chỉ giao ở đây là 300 triệu với 255 m, ngay sát đường bê tông này luôn các bạn nhé. Và đường bê tông này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó rất rộng. Các bạn nhìn thấy hệ thống điện ở đây đã có rồi, nên nay mai các bạn có làm xưởng hoặc làm nhà máy ở đây thì nó cũng sẽ rất là thuận tiện. Khu này nó gọi là khu lỗ xẻ các bạn ạ, ở quê mình gọi là khu lỗ xẻ các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi một mảnh khác. Mình cũng đang giao là hơn 400 m, mình giao cũng có 360 triệu thôi. Vâng, thưa các bạn, rất chủ người Hà Nội này các bạn này. Ở kia thì họ đã quay khoảng 4 sào. Họ làm xưởng ở kia các bạn ơi. Đường ở đây toàn bộ rất là giao thông rất là thuận lợi các bạn nhé. Tuổi thơ của mình nó cũng ở đây các bạn ạ. Hồi bé cơ cực thì mình cũng làm ruộng. Đây hầu hết là đất đã có chủ rồi. Đây bây giờ cái mảnh ruộng của nhà mình nó cách đây là đến hết cái bờ mương này là đến. Đây hồi bé thì mình cũng biết là trồng ngô các bạn ạ. Đây này, ngày xưa bé mình cũng làm ngô kiểu dạng như này. Đây nhà ruộng nhà mình ngay đầu đấy các bạn nhá. Các bạn thấy nó rất là đẹp đây này. Đây mảnh này của mình là hơn 400 mét đây các bạn. Nói thật là bây giờ thì cũng chả làm ruộng nữa mà cho những người ở quê mình trồng. Mảnh này của mình là một sào 3 thước. Các bạn thấy là đất rất đẹp luôn. Đang trồng cải bắp này. Đây một sào 3 thước các bạn ạ. Ở đây tương lai thì các bạn sẽ thấy là khu giãn dân hoặc là làm xưởng thôi. Mình cũng nói luôn ở cái thời điểm này là mình đang bán dưới cái giá nhà nước thu hồi, nên mọi người đầu tư là hoàn toàn có lãi. Còn ở quê thì ai có tiền thì, đặc biệt là cô dì chú bác ở địa bàn Song Phương, làng quê xã nhà mình, thì có thể mua để tiết kiệm nhá, cho con cho cháu. Tại vì đất thì các bạn đều biết là đất đai thì có sinh ra đâu, chỉ có con người sinh ra thôi. Còn bây giờ những người như mình đang làm kinh doanh suy thoái kinh tế thì bắt buộc phải cắt bớt tài sản để bán đi. Vâng thưa các bạn, đây là cái con đường nó chạy thẳng và chạy gần. Ngày xưa thì những người mà không có điều kiện thì đều phải ra bãi. Ở ngoài này mình gọi là ngoài bãi các bạn ạ, ở đây. Nhưng bây giờ chính là những người ngoài bãi này bây giờ đang là rất là giàu. Đấy, bởi vì nó ngay cạnh đại lộ Thăng Long và ai cũng có rất là nhiều đất. Thì các bạn thấy là đây là con đường vành đai 4. Nó nối tất cả những cái đường xã chạy thẳng đến cao tốc các bạn ạ. Các bạn lưu ý thì tất cả những cái đất này thì đều là chủ của rất nhiều người Hà Nội, cũng như những người giàu xung quanh đây họ mua hết này. Các bạn thấy là họ đã xây nhà được này. Nhưng hiện nay ở đây cũng nói thẳng các bạn, để mà xây được nhà mà để được dựng được lên thì đều phải những người thực sự là có quan hệ rất mạnh.
thì đất này có những thời điểm lên đến 10 triệu mét vuông. Đây các bạn thấy là đã quây hết tường rồi này. Xung quanh quây tường, quây xưởng này. Đây. Nên bây giờ mà anh em mà thực sự có điều kiện kinh tế đầu tư thấp tiền, ra rất nhiều tiền nay mai, tất cả những cái con đường này đều có chủ hết rồi các bạn ạ. Đất này đều có chủ bao quanh, bao tường này đều có chủ hết rồi. Đây nó gọi là cái cây lim ngày xưa này. Tất cả những người đi làm đồng, làm bãi là hay trú dưới cái cây này ngày xưa này. Cây lim này có tuổi thọ rất là lâu rồi. Ngày xưa đây ở quê toàn trồng rau của các bạn. Bé tí là trồng rau, trong cắt rau ra Hà Nội bán mà. Đấy, tất cả đường bây giờ mặc dù là đường đồng, đường bãi nhưng đều là đường bê tông hóa hết các bạn nhé. Nên cực kỳ thuận tiện giao thông. Đấy là anh em có nhu cầu mua đất dịch vụ này, đất ở này, với cả đất canh tác này thì cứ alo cho mình. Bây giờ đất đai rẻ mình cũng mua được rất nhiều người, là giá rất là tốt.